được thành lập từ năm 2015, mô hình quỹ Những Tấm Lòng Nhân Ái do cấp ủy khu phố 2, phường Xuân Thanh, thành phố Long Khánh thành lập đã giúp đỡ, động viên được nhiều hoàn cảnh khó khăn đột xuất tại địa phương. Việc làm tốt đẹp này đã được nhân dân và các mạnh thường quân đồng tình ủng hộ. Chồng mất, một mình gồng gánh nuôi ba người con đang tuổi ăn học, rồi là mắc thêm căn bệnh hiểm nghèo ung thư gan. Chị Nguyễn Thị Mỹ Nga ở khu phố 2, phường Xuân Thanh là một trong những hộ được mô hình giúp đỡ, hỗ trợ số tiền 2.500.000 đồng, động viên lúc chị ngặt nghèo. Tuy số tiền không lớn nhưng đã tạo cho chị thêm động lực để chiến đấu với bệnh tật. Dạ thì từ lúc mà biết cái bệnh nặng, bất mãn lạ lùng luôn. Tại nghĩ mà mình mất đi để con nhỏ, rồi không biết để cho ai, tội để con nhỏ quá. Đi xong rồi mình cũng phấn đấu, cái mình vượt quá, cố gắng. Thì bệnh viện đã trả về vậy rồi. Tại đường cùng rồi, cái xong rồi cái khoe lại, cái cũng mừng. Mình nuôi con được ngày nào đỡ ngày nấy. Nhờ chú quan tâm tới và nhớ tới là giúp đỡ, là mang ơn hai chú nhiều lắm. Cái mọi người đã dành tiền ủng hộ cho em rồi bà. Mô hình quỹ Những Tấm Lòng Nhân Ái có 9 thành viên. Ban đầu các thành viên mô hình tự bỏ tiền ra làm quỹ để giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn. Việc làm tốt đẹp này được nhiều mạnh thường quân biết đến và tự nguyện ủng hộ cho mô hình. Đến nay đã xây dựng được nguồn quỹ 90 triệu đồng. Hoạt động của mô hình đã góp phần xây dựng tình đoàn kết trong khu dân cư, truyền thống lá lành đùm lá rách của dân tộc.